chỉ vì một trạng thái vụ khách tiệp khiến Ngọc Trinh bị cư dân mạng quay lưng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Mới đây, vụ khách tiệp đã đăng tải một dòng trạng thái cho rằng Ngọc Trinh sẽ xoán ngôi Sơn Tùng MTP và Chibu để trở thành bà hoàng Instagram. Thông tin này đã khiến cho cư dân mạng quay lưng lại với Ngọc Trinh. Cụ thể như thế nào, mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ngọc Trinh cùng Sơn Tùng và Chibu là ba nhân vật có lượt theo dõi trên Instagram tại Việt Nam cao nhất. Ngọc Trinh là một trong ba nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất trên Instagram. Cô xếp sau Sơn Tùng MTP với hơn 4,9 lượt người theo dõi và Chibu là 4,6 triệu. Câu chuyện sẽ khá bình thường nếu như vụ khách tiệp không yêu mến Ngọc Trinh thái quá mà hô hào thay cô. Ông trùm chân dài tuyên bố, với tốc độ tăng 10 đến 15.000 follow trên ngày, Ngọc Trinh sẽ sớm vượt mặt Chibu và Sơn Tùng MTP để trở thành bà hoàng Instagram. Mình cũng thích cuộc đua này và đang chờ xem 3 tháng nữa ai sẽ đứng đầu follow Instagram tại Việt Nam. Với tốc độ tăng 10 đến 15.000 trên một ngày thì tin rằng Ngọc Trinh sẽ vươn lên nhanh chóng. Một hai ngày nữa, Trinh sẽ đạt 4,6 triệu người theo dõi và vươn lên đứng thứ hai cùng Chibu. Với đà này, Ngọc Trinh rất có thể sẽ là quán quân. Tuy nhiên, vì sự tự tin thái quá của vụ khách tiệp, Ngọc Trinh đã bị ghét. Ngay khi đăng tải, bài viết của ông bầu nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Trái ngược với sự hào hứng của vụ khách tiệp, cư dân mạng tỏ thái độ khó chịu, nhiều ý kiến cho rằng khách tiệp không nên đem Ngọc Trinh ra so sánh với Chibu, Sơn Tùng MTP vì mỗi người hoạt động trong mỗi lĩnh vực khác nhau. Một số khán giả cho rằng Ngọc Trinh không có cửa để so sánh với Sơn Tùng. Tùng nhà em là follow tự nguyện nha, còn bên anh lại chơi cái trò này, bọn Sky bên em đông lắm, chứ không phải lên đây kêu gọi đâu ạ. So sánh kiểu này thì sẽ có rất nhiều Sky bỏ follow Ngọc Trinh để cho Sơn Tùng đứng nhất. Nhờ anh nên em đã kêu bạn em unfollow chị Trinh. Cái miệng hại cái thân chú lẫn bạn chú đấy chú ơi. Cháu sợ 2-3 ngày nữa lượng theo dõi sẽ giảm đáng kể. Cách ly nhiều nên phát ngôn cũng hơi liều, là bình luận của cư dân mạng. Giữa tâm bão chỉ trích, khách tiệp đã xóa từ quán quân trong bài viết. Tuy nhiên, anh đã gián tiếp khiến gà cưng mang họa về sự tự tin và ưu ái của mình dành cho cô. Sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ Vinew các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.